Sáng nay, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam, đó là chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát, quốc tịch Serbia, nhập cảnh Oman về sân bay Đà Nẵng và đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, hiện Việt Nam có tổng cộng là 370 ca bệnh nhiễm Covid-19, trong đó 230 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh được cách ly ngay. Tiểu ban điều trị cho biết, sáng nay Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiễn bệnh nhân số 91 ra viện, về nước dưới sự tham gia của Bộ Y tế, Tổng lãnh sự quán Anh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong tuyên bố mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết khó có thể thanh toán được dịch Covid-19. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, ông Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, để tránh bùng phát các ổ dịch trong tương lai, các nước cần phải hành động nhanh chóng sau khi gỡ bỏ phong tỏa. Ông cho biết bằng cách dập các chùm lây nhiễm, thế giới có thể tránh được đỉnh dịch thứ hai và trong nhiều trường hợp phải quay trở lại các biện pháp phong tỏa. Ngày 9 tháng 7, WHO đưa ra hướng dẫn mới về sự lây nhiễm của virus gây đại dịch Covid-19, trong đó thừa nhận một số báo cáo về lây nhiễm qua không khí như chưa đủ để khẳng định con đường lây nhiễm kiểu này, một cách lây nhiễm mà không thể ngăn chặn bằng giãn cách xã hội vốn đang được áp dụng phổ biến trên khắp thế giới. Từ ngày 10 tháng 7, Anh đã bãi bỏ quy định cách ly đối với những người nhập cảnh đến từ khoảng 70 nước và vùng lãnh thổ. Đây là động thái nhằm thúc đẩy ngành hàng không và du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Theo chính phủ Anh, những người đến từ các nước có nguy cơ cao hơn vẫn phải tự cách ly 14 ngày. Giới chức tại các sân bay đã hoan nghênh quyết định trên. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đi lại từ những nước và khu vực có nguy cơ thấp. Dịch Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng nặng nề tới chúng tôi trong những tháng gần đây. Nhưng từ nay, hành khách từ sân bay Gatwick có thể tới phần lớn các điểm đến so với trước đây và sẽ không bị cách ly nếu họ quay trở lại. Chính vì điều này, chúng tôi cũng hết sức nỗ lực làm việc với chính phủ để đảm bảo mức độ an toàn vệ sinh cho sân bay, cho nhân viên và quan trọng nhất là cho hành khách. Việc thực hiện các biện pháp vệ sinh và giãn cách xã hội tại sân bay cũng khiến nhiều hành khách cảm thấy yên tâm hơn. Tôi cảm thấy thoải mái vì ở đây rất ít người, cảm giác khá an toàn. Theo số liệu thống kê, tính đến nay, Anh đã ghi nhận hơn 288.000 ca mắc Covid-19, cao nhất trong các nước châu Âu. Bất chấp tình hình này, chính phủ Anh vẫn tiếp tục nới lỏng nhiều hoạt động kinh tế. Mới đây, nước này đã phải tái phong tỏa thành phố Leicester khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại. Thưa quý vị, từng là tâm chấn của cả Mỹ và thế giới khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng hiện nay tại bang New York, số ca nhiễm mới chỉ tăng khoảng 6% so với tháng trước. Và hiện mỗi ngày thì bang New York, Mỹ vẫn có khoảng vài trăm ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Nhưng từ vị trí là tâm dịch trong vài tháng trước, kết quả như hôm nay cũng là một nỗ lực to lớn của bang này trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp. Để có thành quả như vậy, không thể không nói đến sự đóng góp của chính những người dân ở nơi đây. Từ vài tuần nay, những tình nguyện viên mặc áo xanh đã có mặt ở khu vực công viên ven sông thuộc quận Manhattan để phát khẩu trang miễn phí cho người dân thành phố và du khách. Là một đại sứ giãn cách xã hội, công việc của tôi là phát khẩu trang miễn phí cho mọi người, nhắc nhở họ về việc giữ khoảng cách cần thiết và phát thẻ để mọi người biết về những điểm xét nghiệm COVID-19 miễn phí trong thành phố. Khi thành phố New York bắt đầu mở cửa trở lại, lực lượng cảnh sát là những người đầu tiên được huy động để nhắc nhở người dân về những nguyên tắc an toàn trong phòng chống dịch. Nhưng đến bây giờ, công việc này đã được xã hội hóa với sự tham gia của hơn 2.300 tình nguyện viên với đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi. Cảm giác thật tuyệt khi lại được kết nối với cộng đồng. Covid-19 đã cô lập mọi thứ. Tham gia hoạt động tình nguyện thế này, tôi lại được ra ngoài và tiếp xúc với cộng đồng. Việc mọi người cùng nhau cố gắng đã thật sự khích lệ và cho tôi rất nhiều hy vọng. Dù tham gia với nhiều mục đích khác nhau, nhưng những tình nguyện viên này cũng đã đóng góp công sức không nhỏ trong việc nâng cao ý thức người dân và du khách đến với thành phố New York. Quan trọng hơn là sự đoàn kết, chung tay của cả cộng đồng trong công tác phòng chống dịch để sớm lấy lại diện mạo vốn có cho thành phố này. Những tác động của Covid-19 tới các doanh nghiệp đến thời điểm này vẫn chưa có điểm dừng. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng cuối năm, dự báo khoảng 180 đến 200.000 người lao động của 14.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có thể mất việc làm. Trên thực tế, dự báo trong 6 tháng cuối năm có thể xảy ra hai tình huống. Nếu dịch COVID-19 diễn biến xấu, dự báo sẽ có khoảng 4.800 đến 5.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với 160.000 đến 180.000 lao động ngừng việc, nghỉ việc. Trong trường hợp dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động doanh nghiệp khởi sắc trong những tháng cuối năm sẽ giúp hạn chế tình trạng lao động nghỉ việc, mất việc. Tuy nhiên, khu vực dịch vụ, khu vực công nghiệp vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xuất nhập khẩu bị gián đoạn. Tuy nhiên, đối tượng lao động nữ sẽ được chú ý đặc biệt, doanh nghiệp sẽ không cắt giảm lao động nữ đang mang thai hoặc con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Thu nhập của người lao động giảm từ 5 đến 8,4% một tháng do COVID-19. Số liệu trên vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam công bố ngày 10 tháng 7 dựa trên kết quả điều tra lao động, việc làm quý 2 năm 2020. Theo kết quả này thì ghi nhận đây là lần đầu tiên trong 5 năm gần đây, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 2 đã giảm đi so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,2 triệu, giảm trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Người lao động phi chính thức bị giảm thu nhập nhiều hơn so với lao động chính thức với mức giảm là 8,4%, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Người lao động có bằng cấp trình độ cao thì mức giảm thu nhập ít hơn. Bên cạnh thu nhập, kết quả điều tra cũng cho biết là tính đến hết tháng 6 năm nay, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm mất việc, bị giảm giờ làm, giảm thu nhập. Theo các chuyên gia về việc làm, thì thị trường lao động trong quý 2 đã chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng và phải gánh chịu những tác động kinh tế nặng nề nhất của đại dịch. Thưa quý vị, hôm nay kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bước sang ngày làm việc cuối cùng với phần chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo hai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại phiên chất vấn, nội dung được các đại biểu quan tâm là biện pháp xử lý tiếng ồn từ karaoke loa kéo. Tại phiên chất vấn lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, nhiều đại biểu phản ánh cơ quan chức năng còn thiếu kiên quyết trong việc xử lý trường hợp hát karaoke với tiếng ồn quá lớn. Thậm chí, tại huyện Bình Chánh từng xảy ra án mạng khi người dân đến nhắc nhở trường hợp hát karaoke gây ồn ào. Cái nghị định là 167 thì lại quy định cái thời gian là từ 22 giờ cho tới 6 giờ sáng hôm sau, thì cái đó là nó thuộc về ban đêm. Có nghĩa là từ 6 giờ sáng ban ngày cho đến 21 giờ thì như vậy là không có ai chi phối, mà thậm chí khi mà hát ban ngày, hát suốt ngày thì ảnh hưởng rất lớn. Cái điều này nó dẫn đến một cái sự bức xúc âm ỉ kéo dài. Nó lan tỏa ở các khu dân cư không phải là một cái hành động tốt. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Sở không có chức năng xử phạt các trường hợp sử dụng loa kéo gây ô nhiễm tiếng ồn. Trách nhiệm này thuộc về ngành Tài nguyên Môi trường và ngành Công an. Về quy định theo nghị định 155 của Chính phủ về xử lý chuyện môi trường, thì như vậy thì Sở không có chức năng để đo tiếng ồn. Như vậy thì chúng tôi cũng phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện đo tiếng ồn và xử lý theo quy định. Cái trách nhiệm thứ hai đó là theo nghị định 167 thì Công an thành phố được xử lý, nghị định 167 xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự thì Công an thành phố được xử lý cái vi phạm tiếng ồn này. Là cái xử lý về mặt bằng tiền thì mặc dù là từ 100 đến 300.000 cái mức xử phạt có thấp, nhưng đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta chấn chỉnh ngay ban đầu cái việc gây tiếng ồn trong cái khu dân cư ảnh hưởng đến hoạt động của người dân. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề có phát sinh, quan trọng là cái giải pháp chúng ta tiếp thu, tham mưu và xử lý. Thì cũng xin báo cáo thêm đồng chí chủ trì để trên cơ sở đó trong sau cái kỳ họp này thì chúng tôi tiếp thu và có hướng dẫn cho các cái địa phương trong vấn đề xử lý này. Để chấn chỉnh vấn nạn tiếng ồn từ karaoke loa kéo, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao cho biết sẽ có buổi làm việc với ngành liên quan phối hợp xử lý. Bên cạnh đó, hiện Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có tiêu chuẩn về không vi phạm tiếng ồn. Thưa quý vị, năm học 2020-2021 dự kiến toàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 55.000 học sinh các cấp, trong đó số học sinh lớp 1 tăng 9.000 em. Yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi một ngày để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới khó mà thực hiện được ở nhiều quận huyện với thực tế thiếu phòng học, thiếu giáo viên trong khi mức tăng dân số cơ học lại quá cao. Trước áp lực gia tăng sĩ số, ngôi trường này đã phải cải tạo 12 phòng chức năng và nhà ăn thành lớp học. Để đáp ứng dạy 2 buổi một ngày theo chương trình giáo dục phổ thông mới, 12 phòng sẽ được dành cho học sinh lớp 1 với sĩ số là 41 em một lớp. Thứ nhất là mình giải tán các lớp bán trú ở phía trên, nhất là lớp 4, lớp 5. Các em nó lớn rồi, có thể các em nó tự lo bản thân mình được thì các em học một buổi. Rồi co lớp lại, nhưng lớp nào có sĩ số ít đó, co lại trong một khối. Thì như vậy chúng tôi dành được 12 phòng để cho các em học bán trú hoặc là 2 buổi ngày. Quận Bình Tân năm nay tăng hơn 11.000 học sinh các cấp so với năm học trước, mức tăng cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Mức tăng cao, nhiều nơi không thể sắp xếp lớp học. Điển hình nhất là tại phường Bình Trị Đông A, trường tiểu học chỉ có thể tiếp nhận 217 em, nhưng số trẻ vào lớp 1 lại tăng gấp hơn 4 lần. Bình quân mỗi năm thì tăng là 7-8 ngàn, cho nên cái áp lực tăng như số cửa học ở quận Bình Tân rất là lớn. Thì năm nay thì Bình Tân có thêm 2 ngôi trường mới, một cái ngôi trường tiểu học Bùi Hữu Nghĩa với 22 phòng học và một cái ngôi trường trung học cơ sở Lạc Long Quân. Năm nay thì có những cái điểm phụ của trường An Lập 1, rồi cái điểm phụ của trường Bình Điền 2 thì ủy ban cũng đã có cái sửa chữa tăng phòng học lên để cho các cháu có chỗ học đầy đủ. Năm học tới đây, thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 55.000 học sinh các cấp, trong đó tiểu học tăng gần 9.000 em. Thiếu lớp học đang là thách thức chung với toàn thành phố, theo ước tính là khoảng hơn 440 phòng. Cụ thể như ở quận Tân Phú hiện nay có chỉ khoảng 23% học 2 buổi ngày thôi. Điều đó là do cái đất đai và việc cái điều kiện xây dựng trường còn nhiều khó khăn. Cho nên là cái đầu tư các cơ sở vật chất thì hiện nay ngành giáo dục đào tạo thành phố đang chỉ đạo rà soát lại và bổ sung. Trước tình hình này, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ đưa vào sử dụng 90 dự án với hơn 1.300 phòng học mới cho các cấp, trong đó cấp tiểu học có 240 phòng.